Trong tập trước, sau khi rơi vào bảng tử thần, tứ tượng cung do Lâm Động dẫn dắt đã có kết quả 2 thua, 1 hòa. Như vậy, bắt buộc 2 trận còn lại phe Lâm Động phải toàn thắng thì mới có hy vọng vào vòng sau. Trận thứ 4, Tiểu Viêm may nhờ có Hắc Ám Trấn Ma Châu đã may mắn giành chiến thắng. Trận cuối cùng đấu với kẻ mạnh nhất là La Thông, Lâm Động đã phải đích thân lên thượng đài. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Lâm Động cũng nhìn hắn, rồi nụ cười nở trên gương mặt trẻ tuổi, người nói nhiều lời thừa thãi thật. Phi, những người đang chờ Lâm Động trả lời không kìm được phi cười. Đến lúc này mà hắn vẫn có thể chọc tức La Thông, thật không biết sống chết, nhưng cũng rất thú vị. Tiểu tử miệng lưỡi sắc bén lắm. Bốn người Đằng Phong mí mắt không kìm được giật giật. Tên tiểu tử này đúng là muốn chết rồi. Vẻ mặt Lâm Động vẫn bình tĩnh, dường như không bị lời nói của Lâm Động chọc giận. Hắn chỉ khẽ gật đầu, rồi bàn tay chậm rãi thò ra khỏi ống tay áo. Giữa 10 đầu ngón tay của hắn có vô số tia sáng bao quanh. Người sẽ phải hối hận. Huỳnh, gần như ngay lập tức, ánh sáng hoa lệ bùng nổ ra từ cơ thể La Thông. Một luồng nguyên lực dồi dào cũng lan tỏa khắp không gian. Cả không gian đã trở nên rực rỡ chói lòa. Chỉ là, trong sự rực rỡ đó lại ẩn chứa một sự chết chóc. Rõ ràng, La Thông, kẻ lợi hại nhất Mang Sơn đã động sát tâm rồi. Phu, Lâm Động nhìn trận thế kinh người đó. Hít sau một hơi, sắc mặt có phần ngưng trọng, rồi bề mặt da hắn dần trở nên óng ánh. Gào, tiếng long ngâm tựa như vọng về từ thời viễn cổ vang lên. Xương cốt trong người Lâm Động dường như nhu động, cơ thể hắn bùng nổ một luồng năng lượng kinh người. Bùm, hai tay siết chặt, đôi mắt đen của Lâm Động trở nên sắc lạnh dị thường. Sức mạnh của long cốt hồng hoang đã bắt đầu lộ diện. Muốn diệt ta, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. Tiếng long ngâm trong vắt vọng ra từ cơ thể Lâm Động, vang khắp không gian. Thanh quang chói lòa bao quanh bề mặt cơ thể hắn, tỏa ra một thứ uy lực kinh người. Võ học của long tộc. La Thông nghe tiếng long ngâm đó, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi khẽ lắc đầu. Chẳng trách mà tiểu tử này lại ngông cuồng như vậy. Thì ra hát tu luyện võ học của long tộc. Nhưng lẽ nào hắn tưởng rằng dựa vào điều này mà có tư cách ngông nghênh trước mặt La Thông hắn sao? Hôm nay dù có là trưởng lão long tộc ở đây thì cũng không thể ngông nghênh như vậy. Ngươi chỉ là con người tu luyện võ học long tộc thì lấy tư cách gì? La Thông cười châm chọc, ánh mắt tối lại, rồi nắm đấm siết chặt. Chỉ thấy nguyên lực ào ạt ngưng tụ trên không trung, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một cái lông vũ mỹ lệ. Ở viền phủ đầy răng cưa, ánh sáng tỏa ra cũng khiến không gian rung chuyển. La Thông búng tay, cái lông vũ lập tức xuyên thủng hư không, lao thẳng về phía Lâm Động. Dầm, thấy La Thông triển khai công thế, Lâm Động hừ một tiếng, dậm mạnh chân xuống, sàn đấu rung chuyển, thanh quang bùng nổ, chỉ thấy vô số đạo thanh long bay ra từ cơ thể hắn. 300 con, trước mắt đã hình thành 300 con thanh long với sức mạnh kinh người. Khi thực lực Lâm Độn được tăng dần lên thì thanh thiên hóa long quyết cũng ngày một tăng tiến. Đến nay Lâm Động đã dựa vào sức mình ngưng tụ được 300 con thanh long. Nhớ hồi xưa giao đấu ở Viêm Thần Điện, Lâm Động dựa vào sức mạnh của Đại Hoang Vu Kinh mà cũng chỉ được từng đó. Đối mặt với đối thủ đáng gờm, thực lực vượt xa như La Thông, hiển nhiên Lâm Động không dám có chút khinh thường. Dù thế nào thì thực lực của La Thông cũng hơn hẳn, muốn đối kháng với hắn phải dốc toàn lực. Huỳnh, 300 con thanh long bay ra, Lâm Động không có bất cứ động tác thừa thãi nào. Hắn bước chân ra, tung một quyền không hề hoa mỹ, nhưng mang sức mạnh đáng sợ có thể đập tan một ngọn núi. Không khí bị thứ năng lượng đó chèn ép đến đổ tung, 300 con thanh long ngưng tụ thành một con thanh long khổng lồ giơ nanh múa vuốt, xuyên thủng hư không, hung hăng lao thẳng về phía cái lông hoa lệ kia. Bùm, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, sóng xung kích mạnh mẽ cuộn trào tạo nên một cơn phong ba, mặt đất đều bị lật tung lên từng tầng. Tất cả mọi người đều nhìn trận đối đầu kinh người với ánh mắt ngưng trọng. Có đi phải có lại, ta trả lễ ngươi. Ánh sáng bao trùm sàn đấu dần tan đi, Lâm Động toàn thân được bao bọc bởi thanh quang dần xuất hiện. Hắn nhìn La Thông, cười khẩy, rồi đấm mạnh xuống đất. Dầm, một khe nứt hàng nghìn trượng bắt đầu hình thành và kéo dài, chớp mắt đã tới dưới chân La Thông, rồi thanh quang phun trào từ núi lửa. Một con cự long ập tới tấn công La Thông. Lễ này nhỏ quá. Ánh mắt La Thông lạnh băng, cũng không thấy hắn có bất cứ hành động gì. Một làn sóng xung kích ánh sáng bùng phát từ cơ thể hắn, đánh tan con cự long. Thực lực chuyển luân cảnh, quả nhiên phi phàm. Dù thực lực Lâm Động đã tăng tiến như vậy nhưng công thế vẫn bị La Thông dễ dàng hóa giải. Xoẹt, có điều, ngay khi con cự long vừa nổ tung thì một thân ảnh quỷ mị đã xuất hiện trước mặt La Thông. Tiếng sấm sét rền vang, một cây trường thường lấp lánh lôi quang với tư thái hung hãn nhằm thẳng yết hầu La Thông mà đâm tới. Hừ, thế nhưng, đối mặt với công thế mạnh mẽ đó, La Thông chỉ hừ lạnh, điểm một ngón tay ra, một vùng sáng chói lòa lan tỏa, rồi biến thành một cái. Lông vũ nữa chặn đứng cây trường thường, xoạt xoạt, công thế bị chặn đứng. Lâm Động biến thành tàn ảnh, thương ảnh nhằm tới những yếu huyệt của La Thông mà ập tới như vũ bão. Tinh tinh tinh, những âm thanh lanh lảnh giòn tan không ngừng vang lên. Mọi người chỉ thấy một thân ảnh mơ hồ xông tới, nhưng mỗi khi sắp chạm tới người La Thông thì lại có một cái lông vũ hiện ra và chặn lại. Một kẻ công thế tựa vũ bão liên miên không ngừng, một kẻ vững chãi tựa núi, không hề suy xuyển.
hóa giải mọi công thế thành hư vô, công kích của ngươi chỉ đến mức này thôi sao, không phá nổi lớp phòng ngự của ta mà cũng dám khiêu chiến. La Thông nhìn vô số đạo tàn ảnh kia, cười khẩy. Lâm Động coi như không nghe thấy gì, công thế ngày càng hung mãnh, nhưng không một ai nhận ra, khi tinh thần hắn đang ngày một tập trung thì xương cốt cũng đang chậm rãi nhu động, nhìn giống như con cự lông ngủ vùi hàng vạn năm đang dần tỉnh lại. Keng, lại một tiếng động lanh lảnh. La Thông dùng hai ngón tay kẹp chặt mũi thương, ánh sáng lấp lánh nơi đầu ngón tay khiến cây trường thương không thể động đậy gì được, không biết lượng sức mình. La Thông không chế được trường thương, cười lạnh nhìn thân ảnh đầu thương bên kia, nhưng khi hắn nhìn thì lại phát hiện trong đôi mắt đen của đối phương, không biết từ khi nào đã hiện ánh tử kim quang, thứ ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta phải run rẩy. Xoẹt, đôi mắt tử kim quang lạnh lùng nhìn La Thông, rồi thân thể Lâm Động rung lên, đến ngay sát La Thông và tung trường. Gào, ngay vào khoảnh khắc Lâm Động tung trường, long cốt hồng hoang trong cơ thể bỗng rung mạnh, năng lượng hung hồn trào dâng, vẫn là 300 con thanh long bay ra từ cơ thể Lâm Động, nhưng lần này màu xanh đã biến thành màu tử kim. 300 con tử kim long gầm thét, uy lực tỏa ra mạnh hơn thanh long trước đây của Lâm Động không biết bao nhiêu lần. Đó là sự thay đổi khi long cốt hồng hoang được cường hóa. Bùm! Không gian phía trước Lâm Động gần như ngay lập tức toát ra thành một cái khe khổng lồ. Sắc mặt La Thông lúc này cuối cùng cũng thay đổi. Công thế của Lâm Động đã mạnh hơn gấp mấy lần trước đó. Cửu Phụng Thiên Vũ Thuẫn! La Thông hô lên, ánh sáng chói lòa nhanh chóng biến thành tấm lá chắn lông vũ phía trước mặt hắn. Trên đó lưu chuyển thứ sinh tử khí đậm đặc, tỏa ra cảm giác kiên cố kinh người. Nhưng công thế của Lâm Động không vì thế mà dừng lại. Chỉ thấy trong mắt hắn tử kim sắc càng thêm mạnh mẽ, long cốt hồng hoang phát ra vô số tiếng gầm thét vang vọng trong cơ thể Lâm Động, cuối cùng biến thành sức mạnh hung hồn chảy vào trường phong của hắn. 300 con tử kim long càng thêm chói sáng. Dầm, long quyền màu tử kim nặng nề giáng thẳng xuống tấm lá chắn lông vũ. Vào khoảnh khắc tiếp xúc, tất cả mọi người đều cảm thấy dường như tim rung lên dữ dội, rồi một luồng xung kích năng lượng không thể hình dung cuộn trào, sàn đấu khổng lồ gần như lập tức nổ tan tành. Bùm, sóng xung kích lan tỏa, vô số ánh mắt nhìn chăm chăm về hướng tạo ra nó. Rồi đột nhiên có một âm thanh chói tai vang lên, một thân ảnh từ nơi đó bắn ra xa hàng nghìn trường, nhưng khi hắn sắp chạm mặt đất thì đã đứng vững ngay lại được. Ồ, mọi người thấy thân ảnh đó suýt rơi xuống đất thì ồ lên, trong mắt đều hiện vẻ khó tin, vì kẻ suýt nữa thất bại đó lại là La Thông. Hắn ta thật lợi hại, một số người nhìn nhau đều nhận thấy sự chấn động trong mắt đối phương. Với thực lực từ huyền cảnh đại thành đỉnh phong mà phá vỡ được sự phòng ngự của cường giả chuyển luân cảnh, rốt cuộc cần sức mạnh lớn đến thế nào? Hai người của Lôi Uyên Sơn quả nhiên không phải loại tầm thường. Lâm Động cũng dần hiện ra trên bầu trời, thân thể hắn vốn bọc thanh quang giờ đã chuyển thành màu tử kim. Thứ ánh sáng này ngưng tụ phía sau hắn, tạo thành hình một con cự long khổng lồ không nhìn thấy đuôi. Cự long cúi xuống, ánh mắt lạnh băng nhìn mọi sinh linh. Thứ uy lực này khiến không ít cường giả thở thôi cũng thấy khó khăn. Không ai có thể ngờ, thứ uy lực chỉ long tộc mới có lại xuất hiện ở một con người. Hơn nữa, mức độ thuần chính của nó lại vượt xa nhiều cường giả đỉnh cấp trong long tộc. Mấy người bọn Đằng Phong sắc mặt đều vô cùng nặng nề. Rõ ràng, chúng cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ Lâm Động. Hụ, một tiếng ho khẽ vang lên. La Thông lúc này khá thê thảm quệt máu khóe miệng, ngẩng lên nhìn Lâm Động, nụ cười mang đậm sát ý. Ta đã đánh giá ngươi cao rồi, nhưng không ngờ vẫn chịu thua thiệt. Có điều, sẽ không cho ngươi cơ hội nữa đâu. Dứt lời, hai mắt La Thông lóa sáng, sát ý nồng nặc bùng nổ. Hắn siết nắm đấm, chỉ thấy bốn người Đằng Phong rung lên, bốn cột quang trụ bắn lên trời rồi rơi xuống cạnh La Thông. Tứ tượng chấn tiên trụ đã bị La Thông khống chế, rõ ràng cuối cùng La Thông cũng phải dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng rồi. Bốn cột quang trụ xuất hiện quanh người La Thông, xung quanh bị bao trùm bởi một thứ áp lực kinh người. Lúc này tứ tượng chấn tiên trụ đã nằm cả trong tay La Thông. Trước đó bốn người bọn Đằng Phong chỉ dựa vào một trong bốn cây tứ tượng chấn tiên trụ đã đánh bại hai người bọn Kim Viên yêu soái, còn bây giờ cả bốn đã hợp lại, uy lực thật sự của tứ tượng chấn tiên trụ cũng được hiện hiện. Tiêu tử này có thể buộc La Thông phải dùng đến cả bốn tứ tượng chấn tiên trụ. Bốn người bọn Đằng Phong thấy thế, sắc mặt đều có phần nặng nề, nhưng rồi lập tức cười khẩy. Sự việc đến nước này thì có lẽ trận chiến cũng sắp kết thúc rồi. Mấy người thiên long yêu soái ở phía xa sắc mặt cũng trở nên khó coi. Thực lực La Thông vốn dĩ đã vượt xa Lâm Động, không ngờ hắn còn dùng đến cả tứ tượng chấn tiên trụ hoàn chỉnh để đối phó với Lâm Động. Yên tâm, đại ca không thua dễ vậy đâu. So với mấy người thiên long yêu soái, cảm ơn Tiểu Viêm lại tỏ ra khá trấn tĩnh. Đối với Lâm Động, hắn có một niềm tin gần như mù quáng. Cho dù hắn biết đối thủ kia mạnh đến mức nào, ba người thiên long yêu soái nghe thế thì nhìn nhau, sự lo lắng cũng giảm bớt phần nào. Sau cuộc đối đầu vừa rồi của Lâm Động và La Thông, có thể thấy thực lực Lâm Động đã tăng tiến hơn 2 tháng trước rất nhiều. Từ việc 2 tháng trước mà Lâm Động đã dám đối đầu chính diện với thiên long yêu soái, có thể thấy hắn hiện nay không hề đơn giản. Trước vô số ánh mắt chăm chú nhìn, vẻ mặt La Thông trầm lặng, chỉ là ánh mắt thì lóe hàn quang lạnh lẽo. Rồi hắn bỗng siết nắm đấm, huỳnh,
Bốn cục quang trụ nhanh chóng tụ lại với nhau biến thành một cây thạch trụ khổng lồ bốn màu. Trên thạch trụ bao phủ bởi những đường hoa văn tứ tượng, tỏa ra một thứ năng lượng đáng sợ. Thứ năng lượng ấy rõ ràng cường hãn hơn một tứ tượng chấn tiên trụ rất nhiều. Kết thúc rồi, ánh mắt La Thông sắc lẹm tựa đao găm chặt về phía Lâm Động, giọng nói âm u trầm đục vang lên. Hắn vung tay, tứ tượng chấn tiên trụ biến thành một đạo ánh sáng bốn màu bắn ra, đi đến đâu phong lôi nổ ầm ầm đến đấy. Áp lực vô hình bao phủ chèn ép không gian quanh người Lâm Động, vùng không gian đó biến dạng tựa nhà lao phong tỏa mọi đường lui của Lâm Động. Tứ tượng chấn tiên trụ vừa ra tay là hiển lộ sức mạnh kinh người, đôi mắt tràn ngập màu tử kim của Lâm Động nhìn chăm chăm. Nhưng điều mọi người không ngờ tới là, dù phải đối diện với công thế đủ để đánh bại cường giả chuyển luân cảnh thì gương mặt Lâm Động vẫn không hề có chút kinh hoàng mà ngược lại, có chút cổ quái. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.